Trang đang ở chùa Thích Tâm Phúc. Thầy mới ngủ dậy, thầy đang làm giường. Thầy bắt sâu hả thầy? Thầy nhổ cỏ vậy thầy? Nhổ cỏ chứ không phải bứt cỏ. Ta nói nhổ cỏ là nó khác, còn bứt cỏ là nó ngược là bỏ cứt. Thầy không có đi bộ cứ thầy đi bứt cỏ. Cái câu nói nhân gian nhưng mà nó hay. Dạ. Hồi nãy là tổ trưởng khi bầu cử đi bỏ đi đưa cái giấy phiếu bầu cử. Thôi thôi đừng dậm vào cái rau thầy hết. Dạ. Chùa chiền ngưng hoạt động các tổ
chức nghi lễ nghi thức tôn giáo, rồi ngưng tất cả các chùa tập trung đông người không quá 5 người, rồi đặc biệt chùa chiền cũng ngưng tụng kinh không Phật tử chúng ta đến chùa đốt nhang rồi về liền, hoặc cúng kiến nói 50 phút rồi về. Rồi tất cả các chùa thì phần lớn Phật tử đến chùa tụng kinh, thì chúng ta mùa này hạn chế Phật tử đến chùa tập trung ở chánh điện tụng kinh. Ví dụ ở chùa tụng kinh 5 người thôi, mà giãn cách ra mỗi 3 mét một người. Rồi trường hợp là tụng kinh thì giờ thầy trụ trì tụng, hoặc có thể ngưng các đệ tử chùa thì khai phiên nhau tụng, một người hai người thôi, hoặc không tụng càng tốt. Thì tất cả các chùa phải không cho đệ tử bước ra khỏi chùa đi lang thang, đi xã này xã kia. Rồi tất cả các chùa không được đi lang thang ở tất cả trên đường phố, hay đi chơi tham quan du lịch, hay là mùa này ăn cư trú hạ cũng cấm túc, không cho đi lang thang mọi nơi. Vì Củ Chi chúng ta đang diễn biến ở đường Lê Thị, hồi xưa là đường Dòng Cát, bây giờ là đường Lê Thị 8, và hổm rài từng nay ủy ban xã Tân Phú Trung làm việc rất là tốt, rất là chặt chẽ, điều các công an, các dân quân, công an xã, công an quận, công an huyện, công an xã làm việc chặt chẽ ở cái xã Tân Phú Trung, chặn và phong tỏ chợ chiều, kêu bằng chợ chiều là ở ấp chợ, phong tỏ chợ để ngăn chặn thứ nhất các công an dùng giờ công an làm công tác là gì, dùng cái súng bắn tốc độ để đo nhiệt độ và cho người dân pha nước khử trùng và pha tay và đeo khẩu trang. Thì yêu cầu các chính quyền địa phương 24 quận huyện và 23 ở xã Tân Phú Trung, thì ở huyện Củ Chi có 23 xã, thì chúng ta phải tuyệt đối các khu công nghiệp. Ở Củ Chi có 2 cái bệnh viện Củ Chi và bệnh viện Xuyên Á, rồi tất cả các phòng y tá và bộ y tế làm công tác bên bên y tế, thì tất cả các công an, các dân quân, các công an xã, công an chính quy và công an chưa chính quy và bộ đội đi làm công tác bên phường xã, thì mong rằng chúng ta đoàn kết và chủ tịch xã, chủ tịch huyện, mặt trận chữ đỏ, rồi tất cả các ủy ban làm công tác bên y tế và làm công tác để ngăn chặn chống dịch hơn chống giặc, chống giặc hơn chống dịch, thì mục tiêu triệt để cái căn bệnh lây lan và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, cuộc sống nhân dân và sinh mạng con người. Thì mong rằng các lãnh đạo ở huyện Củ Chi, giờ khu công nghiệp xã Tân Phú Trung đang có một ca rất là nặng, nên mong rằng các bệnh viện đóng cửa, rồi tất cả các người dân không được đi tới đi lui, rồi phải công an tuyệt đối chặn đường lại và phong tỏ các khu nào có cái người đã có bệnh và nhiễm, rồi nếu mà có chết đặc biệt nữa thì ra vào cái khu phố đó, ra vào cái đường đó phải chặn tuyệt đối, đi ra đi vô làm việc gì phải có sự kiểm dịch và có sự khai báo y tế rõ ràng. Thì Củ Chi chúng ta đang có trường hợp thì nhà nào ở nhà đó, xã ấp tổ nào ở tổ đó, xã nào ở xã đó, huyện nào ở huyện đó, thành phố nào ở thành phố đó, tỉnh nào ở tỉnh đó, nên mong rằng tất cả người dân chấp hành theo chỉ thị của chính phủ, theo những cái công văn của ủy ban thành phố, ủy ban quận huyện, rồi tất cả công an, các chiến sĩ quân đội, các chiến sĩ công an xã, công an chính quy và công an đang thực tập, và tất cả các cái người làm việc bên y tế, bên bệnh viện, để chúng ta triệt để vấn đề các cái khu công nghiệp người dân làm thì có những căn bệnh này chúng ta phải triệt để chặn đường, chặn từng khu phố, chặn từng con đường, rồi để chúng ta phong tỏ cái khu chợ, nhất biết là chợ khu vui chơi giải trí, khu chợ búa, khu buôn bán tràn lan, khu chiếm lề đường, rồi những cái nơi ăn uống,
các nhà hàng, khách sạn, buôn bán đồ ăn, thức uống, rồi tất cả các khu vui chơi giải trí, cà phê, bán nước nôi, rồi khu quán bar, vũ trường, karaoke, chúng ta ngăn chặn cấm tuyệt đối không được hoạt động. Hoạt động nhưng mà quá không 5 người. Rồi đặc biệt chúng ta phải ngăn chặn những đối tượng thanh niên, tuổi trẻ đi chơi quá 12 giờ khuya. Và đi chơi phải giờ không còn đi chơi tại tất cả các 24 quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh giờ đang mùa dịch rất là lây lan, và giãn cách ra nên không thể cho người con chúng ta đi chơi lơ lỏng, ăn chơi chắc toán hay là đi ngủ qua đêm từng nơi. Đặc biệt cái mùa dịch này thì mỗi người dân tự ý thức mình, tự bảo vệ cho sức khỏe mình và bảo vệ gia đình và con cái chúng ta, thì bằng cách là chúng ta ở nhà nào, chúng ta có thể coi tivi, hoặc chúng ta có thể làm một cái nghề gì tại nhà, rồi có thể buôn bán, rồi chúng ta đi giao tận nơi, ta điện thoại giao tận nơi. Thì chúng ta giờ cái tình trạng thì online thì cũng giả mạo, hàng giả hàng thật, rồi bán cũng lừa đảo rất nhiều. Thì giờ chúng ta chỉ cần cho số điện thoại quen biết hay những cái gì quan trọng thì chúng ta người ta giao tận nhà cho mình, không cần phải đến chợ, đến khu phố nữa. Thì mua bán ăn uống thì người ta lấy mối lấy hàng, thì những khu phố nào ở phường nào thì nhờ người nào mà chánh thống á, thì mua đồ giùm đi đại diện một người hay người, có thể lấy chiếc xe hơi, xe Honda, xe Lam hay xe ba bánh, có thể gửi đi mua cái khu phố đó, đi mua xong rồi chở giao từng nhà, mua gì gửi gì, ghi sổ rõ ràng, ra vào rất nghiêm ngặt. Đặc biệt Củ Chi đã có trường hợp một ca nhiễm đặc biệt ở tại khu công nghiệp xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Bây giờ chúng ta ở chợ chiều là ấp chợ đang phong tỏa và đang ngăn chặn, các công an đang công tác về chống dịch và phong tỏa khu chợ chiều ấp chợ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Thì mong rằng tất cả các huyện Củ Chi cũng như các tăng ni không được đi tới đi lui, rồi không được các chùa chiền không được tập trung, không được ngủ qua đêm, Phật tử không được ngủ qua đêm, rồi không được đến chùa ở thời gian lâu, chúng ta hạn chế ăn ở đi nói nằm ngủ vui chơi giải trí, và chúng ta dừng hẳn các khu tụng kinh tổ chức lễ để hạn chế được cái bệnh lây lan. Ở huyện Củ Chi chúng ta đang có trường hợp có cái ca nhiễm, nên mong rằng các chính quyền địa phương làm chặt chẽ về an ninh trật tự, chặt chẽ về cái phong tỏa từng khu vực ở tại huyện Củ Chi để cho chống được cái dịch này. Và đặc biệt Củ Chi nói liền với Tây Ninh, bà nói lên Tây Ninh thì nói liền với ở một bài là nói ranh với cái Campuchia, thì ở Tây Ninh là giáp ranh các biên giới Campuchia, thì chúng ta sợ cái trường hợp người dân đi trái phép. Rồi người dân thì không có cách ly khi qua cửa khẩu, và cửa khẩu thì đóng cửa, đâu có cho dân qua lại. Nên đặc biệt chúng ta phải nghiêm khắc cái huyện ở tỉnh Tây Ninh vì cái biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Rồi đặc biệt ở Tây Ninh giáp ranh với Củ Chi và Long An và giáp ranh với Bình Dương, thì chúng ta sự những cái răng cặn này chúng ta phải chặt chẽ ra vào những cái khu phố phường xã quận huyện, đặc biệt các tỉnh đi vào Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta phải cái mùa dịch này các chùa chiền cũng phải đóng cửa nghiêm khắc, hạn chế tiếp khách, hạn chế Phật tử đến chùa tụng kinh, hạn chế Phật tử đến chùa ngồi thiền, thực tập tu, rồi Phật tử đến để nghe pháp, nghe kinh. Thì giờ các thầy các sư giờ nếu có đủ trình độ, có thể giảng pháp hay, có thể hướng dẫn Phật tử tụng kinh hướng dẫn, thì chúng ta có thể dùng cái điện thoại, dùng cái máy quay phim nhờ đệ tử của mình, hoặc để cái cây quay phim ngồi tại chỗ, các thầy có thể thuyết pháp xong đưa lên một cái kênh YouTube riêng của chùa, của giáo hội, rồi sau đó Phật tử bấm lên cái kênh mà của mình cho cái tên kênh gì đó, xong cái là Phật tử mình có thể vô cái kênh đó, đệ tử đó tên chùa gì, kênh đó tên gì, rồi thầy mình tên gì, rồi sau đó cái hiện lên cái video kêu cái YouTuber là chúng ta có thể coi trên trực tiếp đó.
Rồi các ca sĩ, nghệ sĩ cũng vậy. Nếu chúng ta trong cái mùa dịch này có thể là mình nhà mình có đủ điều kiện làm một cái phòng ghi âm tốt hay là một cái sân khấu tốt, thì mình một người quay và một người ca sĩ hát, chúng ta phải là hát, diễn kịch, ca nhạc, cải lương, quay phim, làm bất cứ cái khung cảnh gì chúng ta tạo tại sân khấu riêng của mình, rồi chúng ta ghi âm vào cái khâu hình cho thật tốt thật hay, thì bấm lên cái kênh YouTube thì có thể mọi người và dân chúng và các fan hâm mộ cùng coi, cùng xem, cùng theo dõi các chương trình của mình. Nên nhưng không nhất thiết phải các ca sĩ, nghệ sĩ hay tất cả các giảng sư, các bậc thầy, các trường đại học, chúng ta không được dạy, không được tổ chức, chúng ta giáo dục bằng cách trên cái online, giáo dục bằng cách là trên cái video riêng của cái kênh của mình.